Được thành lập từ đầu năm 1996 trên cơ sở sắp xếp lại Liên hiệp dâu tầm tơ Việt Nam nhằm tìm một hướng phát triển ổn định cho ngành dâu tầm tơ trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính 2011, Tổng công ty dâu tầm tơ Việt Nam sau 16 năm hoạt động đã trở thành là một trong hai tổng công ty nhà nước bị âm vốn chủ sở hữu với con số trên 280 tỷ đồng. Sau quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, duy trì hoạt động và tái cơ cấu tài chính để chuyển đổi mô hình hoạt động. Tháng 7 năm 2015, Tổng công ty dâu tầm tơ Việt Nam đã chuyển thành công ty cổ phần. Vậy sau một năm hoạt động theo mô hình mới, liệu một công ty đã bên bờ vực thẳm có thể khôi phục? Đây cũng là mối quan tâm rất lớn của dư luận. Những cỗ máy đắp chiếu, hàng trăm công nhân đã phải nghỉ việc. Tất cả dường như là câu chuyện vẫn còn rất mới của một công ty bên bờ vực thẳm. Sự lo lắng, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra cho số phận của chiếc nôi tầm tơ Việt Nam, nơi mà có thời điểm đã chiếm tới 47% diện tích dâu của cả nước, cùng số lượng công nhân có lúc lên đến hơn 25.000 người. Còn đây chính là hình ảnh hoạt động của đơn vị này vào những ngày giữa tháng 7 năm 2016, đúng một năm sau chuyển giao quyền sở hữu trên 90% từ công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam sang chủ sở hữu mới là công ty cổ phần Thanh Niên. Bên cạnh những khó khăn tồn tại về tài chính, điều đáng nói là những số liệu thống kê của Seri đã nổi lên về con số lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm. Con số này đạt 123% so với cùng kỳ năm 2015. Ngay từ khi mà chuyển giao từ cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước và tư nhân thì chúng tôi đã cùng với ban lãnh đạo cũng như là các thành viên trong hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với nhau, phải xác định là doanh nghiệp phải ổn định thì mới phát triển được. Do đó chúng tôi bắt tay ngay vào cái việc triển khai thực hiện các cái nghị quyết của hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Thì đến nay các kết quả cơ bản cũng đã đạt được rất là khả quan. Về sản xuất kinh doanh thì chúng tôi đã sản xuất gia công được hơn 250 tấn tơ các loại để phục vụ cho xuất khẩu, đạt doanh thu trên 34 tỷ đồng và đã đóng góp cho ngân sách nhà nước được hơn 2,2 tỷ đồng, tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Và điều quan trọng là đã nâng cao được cái thu nhập của người lao động từ hơn 4,2 triệu đồng một tháng lên 4,6 triệu đồng một tháng. Điều này giúp cho người lao động ổn định tư tưởng và hăng say sản xuất, giúp tạo cái tiền đề cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Trước đây chúng tôi chỉ tập trung vào gia công cho một đối tác, thì chúng tôi định hướng mình sẽ hướng tới cái tự doanh cũng như là gắn với cái việc phát triển doanh nghiệp với địa phương nhiều hơn, đảm bảo cho việc là chúng ta sẽ tự sản xuất kinh doanh được, tăng cường thu mua các nguồn tơ nguyên liệu tại địa phương bằng những cái việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xây dựng khôi phục lại trung tâm kiểm định chất lượng tơ. Cái điều đó sẽ giúp cho chúng tôi thu mua và tiêu thụ cái cả nguồn tơ của địa phương cũng như là các địa bàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thì điều này chúng giúp cho chúng tôi phát triển ổn định và bền vững cũng như là phát huy tốt cái vai trò của doanh nghiệp trong cái phát triển của địa phương. Như vậy có thể thấy việc củng cố tăng cường quy mô hợp tác, đầu tư mở rộng quy trình công nghệ, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại theo hướng khép kín ngành nghề và phát triển bền vững cũng là mục tiêu và cũng là phương châm sống còn của công ty cổ phần Tổng công ty dâu tầm tơ Việt Nam. Trong đó, tăng cường hợp tác với đối tác Nhật Bản để nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định đầu ra chính là yếu tố trực tiếp đưa sản xuất đi vào ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động. Đối với người lao động, đặc biệt nhất là người ta quan tâm đến cái việc làm, cái đời sống, tiền lương, thu nhập. Đảm bảo ổn định được ba cái việc đó thì người lao động sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Chúng tôi hiện nay có rất nhiều khách hàng Pháp, khách hàng Ý, khách hàng Nhật Bản, khách hàng Hàn Quốc, rồi Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan. Cho nên thị trường của chúng tôi là rất là rộng, đa dạng hóa được cái sản phẩm. Cho nên từ đó là sản xuất của nhà máy của chúng tôi rất là ổn định. Tiền lương thu nhập của cán bộ công nhân viên mỗi một ngày một tăng. Đến bây giờ, những người công nhân này may mắn hơn các đồng nghiệp của mình. Đối với họ, những khó khăn lớn lao nhất đã vượt qua và có lẽ hơn ai hết họ hiểu sâu sắc ý nghĩa của một nhà máy hoạt động ổn định, ý nghĩa sống còn của sự đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn và kỳ vọng hơn hết thảy vào những chiến lược đúng đắn. Vào thời điểm điểm cổ phần hóa thì cũng có cái dao động đáng kể nhưng mà cũng bữa nay cũng ổn định lại, dần dần cũng nghĩa là cũng được ổn định. Khi cổ phần rồi thì mọi người cũng yên tâm làm việc sau khi mà các anh trên đó là cũng động viên nhiều.
cũng xuống thăm hỏi rồi đi thực tế rồi cũng biết được đời sống công nhân như thế nào á. Thì các anh cũng đi sâu đi sát và cũng hiểu được tình hình như thế. Thì các anh ngày càng cải thiện, công việc cũng ổn định và đều. Thì lương tháng hiện tại cũng được khoảng trên 4,5 triệu. Hiện tại thì cũng cảm thấy là công việc cũng ổn định và cũng an tâm làm việc, chứ cũng không có gì dao động. Tất cả mới chỉ là khởi đầu, song đây là một khởi đầu rất đáng để ghi nhận, và những công việc tiếp theo có lẽ còn rất nhiều. Trong chặng đường đầy thách thức phía trước, những bài học cũ vẫn vô cùng đắt giá. Và để một thủ đô dâu tầm, một đơn vị đang vực dậy từ cơn bỉ cực nhất, không đơn độc, rất cần sự mở đường đồng hành giám sát từ các cấp bộ ngành địa phương. Được biết, hiện đơn vị này đang triển khai lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại nhà máy dệt lụa kimono. Những khu tập thể cũ của Hà Nội như Thành Công, Giảng Võ, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ là những ký ức gắn bó với nhiều người dân thủ đô. Xen giữa những tòa nhà là những sân chơi phục vụ cho cộng đồng dân cư tại đây.